Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đến với chương trình tự học tiếng Hoa của chúng tôi. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phần 1 trên 6 của bài 21. Xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi. Trong phần này chúng ta cũng cùng nhau tìm hiểu về cái bản từ. Từ thứ nhất chúng ta có từ tiên. Tiên, ông hán Việt là đính. Đính có nghĩa là đặt. Và từ đính này cũng còn dùng trong tiếng Việt của mình Ví dụ như là đính hôn chẳng hạn Tức là mình đặt trước ai đó rồi mai mốt mình cưới sau à, Xin mời mọi người chúng ta cùng xem các ví dụ bên dưới nha xèo Xe cơ duê Ở mình quay liền lưu xuyên ba Bạn cao à Xe cơ duê là tháng sau mình quay liền lưu xuyên ba Chúng ta đi quế lâm du lịch nhé Hoặc là chúng ta đi du lịch quế lâm nhé Họ à Họ à Được đấy Hiện tại Quế Lâm thời tiết rất tốt. Hiện tại Quế Lâm thời tiết rất tốt. Bây giờ thời tiết ở Quế Lâm rất là tốt. Sư Quế Lâm du lịch đà nhân, nhất định rất nhiều ba. Khu Quế Lâm du lịch đà nhân, những người mà đi Quế Lâm du lịch á, dĩ tiên hẳn to ba. Chắc là rất là đông phải không? Dĩ tiên là chắc hoặc là nhất định, nhất định rất đông phải không? Sư à, đúng vậy. Wǒ men yào xiān tīng fǎng jiān. Wǒ men yào xiān tīng fǎng jiān. Tính là đặt. Xiān tīng là đặt trước. À, chúng ta phải. Wǒ men yào xiān tīng fǎng jiān. Chúng ta phải đặt phòng trước. Miễn thiến, nǐ tīng gì cơ phản chiến bà? Miễn thiến, nǐ tīng gì cơ phản chiến bà? Hảo má? Ngày mai bạn đặt một phòng đi. Được không? họ à Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nè. Xèo cáo, xè cơ dê, wǒ men xuy quây liễn lùi diễ

từ thứ hai là từ tan tan âm hán việt là đơn tức là là một hoặc là cũng có thể dịch là đơn và âm hán việt là đơn cũng còn dùng ví dụ như là đơn cử một ví dụ đơn cử một ví dụ chẳng hạn hay chỉ đơn vẫn còn dùng đơn thân chúng ta xem các ví dụ bên dưới xin quên niệm giao tiên phản chen xin quên là xin hỏi <laughs> niệm giao tiên phản chen anh muốn đặt phòng gì <laughs> Nín yào tinh sầm phán giên Ủa yào tinh liền cơ Tan rỉn phán giên Tan rỉn phán hay là tan rỉn phán giên cũng được Có nghĩa là phòng đơn Ủa yào tinh tôi muốn đặt liền cơ Tan rỉn phán Hai phòng đơn Phòng đơn tức là phòng dành cho một người á Nín sầm mơ sư hô lại tru Nín sầm mơ sư hô lại tru à, Khi nào thì anh đến ở vậy

Hảo, oh, xe Kế tiếp nữa chúng ta tìm hiểu sang từ thứ ba. Từ thứ ba là xoan. Từ xoan là chữ sông, vẫn còn dùng trong tiếng Việt của mình. Ví dụ sông thân, sông hỷ, chữ sông đó. À, sông có nghĩa là đôi hoặc là hai. À, mời mọi người chúng ta xem ví dụ bên dưới. Xin quên, trơ dù khung phản chén mà. Trơ là ở đây, dù khung phản chén mà khung phản gen là phòng phòng trống phòng không có người ở dù khung phản gen mà dù niệm giao tiên tan rỉnh phản hãy sư xoan rỉnh phản dù là có niệm giao tiên anh muốn đặt tan rỉnh phản hãy sư xoan rỉnh phản phòng đơn hay là phòng đôi xoan rỉnh phản là phòng đôi phòng dành cho hai người Wo giao ding gì cơ? shuang ren fang. Wo giao ding gì cơ? shuang ren fang. Tôi muốn đặt một phòng đôi. Nín sớm mơ sớ hô trù. Nín sớm mơ sớ hô trù. Khi nào thì anh đến ở? Sửa dê ba hào. Sử dê ba hào. Ngày 8 tháng 10. Tôi bù chỉ, nà thiên, mấy khung phản chén là. Tôi bù chỉ, xin lỗi, nà thiên là hôm đó. Mỹ dù khung phản chén là. Không còn phòng trống nữa. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Chỉnh quên, trời dù khung phản mà. 有,您要订单人房还是双人房?我要订一个双人房您什么时候来住? 10月8号 对不起,那天没有空房间了 Cái <coughs> tiếp nữa chúng ta tìm hiểu sang từ thứ tư đó là từ thiện khẽn là điền điền vào chỗ trống á, âm hán việt là điền vẫn còn dùng cũng có nghĩa là điền thôi xin mời mọi người chúng ta cùng xem ví dụ bên dưới chín thiên tờ chua ye nỉ chua tờ chậm mấy giang chín thiên tờ chua ye nỉ chua tờ chậm mấy giang chua ye là bài tập bài tập của ngày hôm nay bạn làm thế nào rồi bạn làm thế nào rồi chín thiên tờ chua ye nỉ chua tờ chậm mấy giang nản là khó quá Thái nản là Tôi um, làm không tốt Thái nản là ta hảo, Khó quá tôi làm không được Hoặc tôi làm không được tốt Trinh Thật không Trinh Thật mà Xuyền là chọn là từ nó có một cái dạng bài tập là chọn từ để điền vào chỗ trống Xuyên sứ thiến hôn Ủa bố huy cho tôi không biết làm Như vậy là cái phần mà điền từ vào chỗ trống thì tôi không biết làm của bố huy cho cho là tôi xào phên cho là Bạn đã làm được bao nhiêu điểm vậy Tôi xào phên là bao nhiêu điểm Nì cho là tôi xào phên Liêu sử phên phên 65 điểm 65 65 Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào 今天的作业你做的怎么样？太难了，我做的不好。真的吗？真的，选词填空我不会做。你得了多少分？你得了多少分？六十五分。 Kế tiếp nữa chúng ta tìm hiểu từ thứ năm đó là tân chi bèo. Tân chi là động từ đăng ký, tân chi bèo là cái bản đăng ký. âm à, hán Việt của nó là đăng ký biểu, à, biểu bản biểu từ biểu đó. Chúng ta xem ví dụ bên dưới. Xéo chè, của giáo tinh gờ, xoan rỉnh phản. Xéo chè, của giáo tinh gờ, xoan phản. cô ơi hoặc là chị ơi, tôi muốn đặt một cái phòng đôi,

Women Thiên Thiên Chúng tôi ở 4 ngày Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc lại nhé Xeo chị ạ Vô giáo tính cơ Xin xe tân bèo là thiên Sư thiên trụ thiên Quả Thiên, chúng tôi ở 4 ngày. Cái tiếp nữa chúng ta tìm hiểu từ thứ sáu đó là Miễn Thiên, Miễn Thiên, Miễn ông nói việc là danh có nghĩa là cái tên, còn Thiên là chữ phiến có nghĩa là một cái tấm mỏng mà dùng một mặt, cái tấm gì đó mà mỏng mà dùng một mặt thì dùng từ Thiên. Chúng ta xem có nghĩa là danh thiếp và chúng ta xem ví dụ bên dưới, Chùn Quên Nín gió Trào Sĩ à. Nín do trào sĩ xin hỏi uh, anh cần tìm ai? Nín giao trào sĩ à? Ủa giáo trào quản chiến lị. Ủa giáo trào quản chiến lị, tôi muốn tìm giám đốc vương. Xin quên, nín quay xiên. Xin quên, nín quay xiên, xin hỏi uh, quý danh của anh. Xin hỏi quý danh của anh. Ủa xin su. xin su. Su là tô, họ tô. Ủa xin tôi họ tô. Trời sư, tôi miễn phiền. tôi miễn phiền đây là dân thiếp của tôi xin đến tầng ý xe xin đến tầng ý xe xin anh vui lòng chờ một chút của kỳ thá tả cơ tiên hoa của kỳ thá tả cơ tiên hoa tôi gọi một cuộc điện thoại cho nấy của kỳ thá tả tiên hoa hay là tả ý cơ tiên hoa cũng được họ tôi sẽ nhỉ họ tôi xem gì vâng cảm ơn cô cảm ơn anh cảm ơn chị gì đó cũng được xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào 请问您要找谁呀、啊？我要找王经理。请问您贵姓？我姓苏，这是我的名片。请您等一下，我给他打个电话。好，多谢你。 Miệng phiên này lượng từ là trang Y trang miệng phiên lèn trang miệng à, phiên trang là lượng từ cho cái tấm gì mỏng mỏng đó cái tiếp chúng ta tìm hiểu từ thứ bảy là che so che so là giới thiệu à, âm hán việt là giới thiệu và cũng có nghĩa là giới thiệu luôn âm hán việt vẫn còn dùng chưa có từ nào thay thế cả xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi nào xin hỏi vị này là ai người này là ai Wo lại chia sao gì lại chia xe Lại đây không phải là đến Mà là mình dịch là để Để tôi giới thiệu một chút Hoặc là dịch thoái hơn là tôi xin giới thiệu một chút Trưa quay sư sơn Vị này hoặc là người này là ông Lâm Sư tru sư Sư tru Là giám đốc của công ty xây dựng Thái Dương Liễn trung Liễn Sơn sư si Trung Quốc rễn má? Bố sư, si, thá sư si Thái Không phải, ông ấy là người Đài Loan. Ông Lâm là người Trung Quốc phải không? À, không phải, ông ấy là người Đài Loan. tha huê sô, so, dê nảnh dị má? Thá huê sô, dê nảnh gì má? So, ông ấy có biết nói tiếng Việt không? Bố huê, không biết. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Xin mời mọi người chúng ta 我来介绍一下，这位是林先生，是太阳建筑公司的经理。林先生是中国人吗？不是，他是台湾人。他会说越南语吗？不会。kế tiếp n 的 a c h Từ thứ 8 đọc là thiên Thiên, âm hán Việt là thêm à, Có nghĩa là thêm Thêm cái gì đó vào Chúng ta xem ví dụ bên dưới Quảng xe sơn Chín thiên nữ quản sẵn rồi cơ cúng cho mà Ông Vương, ông Vương à Hôm nay có thể hoàn thành cái công việc này không? Tức là hôm nay có thể làm xong Cái công việc này không? Quản sẵn là hoàn thành Chín thiên nửng quản sẵn rồi cơ cúng cho mà

Rỉnh của cô Rỉnh của cô là người không đủ Tức là không đủ người Nị giao thiên rỉnh ma Nị giao thiên rỉnh ma Anh có cần thêm người không? Giao thiên rỉnh ma Giao Nín pai liền cơ rỉnh lại ba Nín pai liền cơ rỉnh lại ba Như vậy là cần Anh điều hai người đến đi Pai đây là chữ phái Có nghĩa là điều Nín pai liền cơ rỉnh lại ba Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào 王先生，今天能完成这个工作吗？我怕今天不能完成。为什么？因为今天有两个人不来上班，人不够。您要添人吗？要，你派两个人来吧。 Và đến đây mình xin kết thúc phần 1 trên 6 của bài 21. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp mọi người ở video clip kế tiếp. Xin chào.